Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với Mr. Zero, mình là Mỹ Uyên. 7 lần Ronaldo khiến cổ động viên đội khách vỗ tay tán thưởng. Trong thần thoại Hy Lạp, vua Midas, mỗi khi chạm tay vào vật gì thì vật đó sẽ biến thành vàng. Còn trong thế giới bóng đá, Ronaldo đi đến đâu thì câu lạc bộ ấy sẽ kiếm được bộ tiền. Đó là câu chuyện từng xảy ra ở Manchester United, Real Madrid và giờ là Juventus. Luôn mang đến những nguồn thu khổng lồ cho câu lạc bộ chủ quản, Ronaldo được xem là vua Midas của thế giới bóng đá. Qua đó có thể thấy Ronaldo được yêu thích thế nào. Cùng Mr. Zero điểm lại 7 lần Ronaldo khiến cổ động viên đội khách vỗ tay tán thưởng. Nếu thấy video hay, hãy để lại cho chúng tôi một like, share và subscribe nhé. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo. Bóng đá dù là một môn thể thao cạnh tranh khắc nghiệt, nhưng đôi khi vẫn không thiếu những hình ảnh fair play. Bạn đã bao giờ thấy cổ động viên một đội bóng nào đó đứng cả dậy để cổ vũ cho đối phương chưa? Dù cầu thủ đó vừa xé lưới đội bóng thân yêu, nhưng sự xuất sắc của họ khiến người hâm mộ không biết làm gì ngoài việc vỗ tay tán thưởng. Trong lịch sử bóng đá thế giới, không nhiều ngôi sao có được trải nghiệm tuyệt vời đó. Người mà chúng tôi muốn nhắc đến ngày hôm nay chính là Cristiano Ronaldo. Giống như bao huyền thoại khác của túc cầu giáo, CR7 cũng có được vinh dự được cả sân khách tôn vinh, không chỉ một mà rất nhiều lần. Và sau đây chính là 7 lần Ronaldo khiến cổ động viên đội khách vỗ tay tán thưởng. Trong trận đấu giữa Bắc Ireland và Bồ Đào Nha, Ronaldo lại khiến các cổ động viên phải tròn mắt vì kỹ thuật chuyền bóng siêu đẳng của mình. Tiêu biểu trong đó là tình huống tiền đạo này đã quần cho cầu thủ Steven Davis bên phía đối phương hoa mắt trước khi đánh góp điều nghệ chuyền bóng cho đồng đội. Tình huống cho thấy đẳng cấp cao của tiền đạo khi đó đang khoác áo Real Madrid. Khi đội tuyển Bồ Đào Nha đang gặp nhiều khó khăn vì bị dẫn 1-2, lại đá thiếu người sau khi Hender Bostiga nhận thẻ đỏ ở phút 43, Cristiano Ronaldo cho thấy đẳng cấp của anh. Phải chơi trên sân khách trước sức ép cực lớn của khán giả Bắc Ireland với những tiếng hô vang liên tiếp Messi, 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 nhưng siêu sao Cristiano Ronaldo vẫn gầm vang với cú hat-trick vào lưới thủ thành Caron, hai cú đánh đầu vào các phút 68 và 77 cùng một cú đá phạt hàng rào rất hay ở phút 83 giúp Bồ Đào Nha ngược dòng ấn tượng. Mỗi lần Ronaldo lập công, trên khán đài lại bước lại những tiếng la ó và cuối cùng cả sân khách phải reo hò vì màn trình diễn không thể xuất sắc hơn của ngôi sao người Bồ. Ai cũng biết rằng sự thù địch giữa Manchester United và Liverpool đã có từ rất lâu và việc Ronaldo trở lại sân Anfield lần này có thể coi như anh đang bước chân vào đại bản doanh của địch. Mặc dù lúc đó đã là người của Real Madrid, nhưng CR7 vẫn được nhiều người nhớ đến vì đã từng chơi cho MU và giúp Quỷ Đỏ đoạt được nhiều danh hiệu đỉnh cao. Như thường lệ, khi đón tiếp những cầu thủ của một đối thủ truyền kiếp, các fan Liverpool đã dành cho Ronaldo một thái độ lạnh lùng. Tuy nhiên, CR7 đã nhanh chóng chứng tỏ tài năng xuất chúng của anh và khiến cho những cổ động viên của đội chủ nhà phải thay đổi thái độ. Sau khi ghi được một bàn thắng và áp đặt lối chơi cho Real Madrid, Ronaldo đã nhận được những tiếng vỗ tay tán thưởng từ đám đông trên sân Anfield. Thậm chí khi bị thay ra, anh còn được rất nhiều fan của Liverpool hoan nghênh như thể đó chính là ngôi sao của họ. Nhìn vậy để biết rằng những người yêu bóng đá chân chính sẽ luôn dành sự tôn trọng với những nghệ sĩ thực thụ trên sân cỏ. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, ooh. Can we switch up all the rules? Nếu bạn là một fan của Ronaldo, chắc chắn sẽ biết Sevilla là con mồi yêu thích của anh chàng này. Trong sự nghiệp đỉnh cao của mình, nhất là khi còn khoác áo Real Madrid, không ít lần đội bóng xứ Andalusia phải phơi mình để gánh chịu những cơn thịnh nộ của CR7 cùng đồng đội. Chỉ nói đến đây thôi cũng đủ hiểu sự khó ưa mà các cổ động viên Sevilla dành cho Ronaldo là như thế nào.
Thử hỏi có ai dành thiện cảm cho một cầu thủ cứ chực phá rách lưới đội nhà đâu cơ chứ. Vậy mà tưởng chừng như không thể ấy lại xảy ra trong một trận đấu thuộc La Liga mùa giải 2012-2013. Cụ thể, Cristiano Ronaldo đã có thêm một hat-trick để giúp Real Madrid có chiến thắng hủy diệt 4-1 trước Sevilla tại vòng 23 La Liga. Chiến thắng này giống như lời tuyên chiến hùng hồn hơn mà Real muốn gửi tới Manchester United trước thêm đại chiến tại đấu trường Champions League. Còn với Ronaldo, anh cũng đã có màn khởi động tuyệt vời cho ngày tái ngộ đội bóng cũ. Thế nhưng điều bất ngờ hơn là khi người khoác áo số 7 được thay ra sân, tất cả cổ động viên đối phương đã đứng sẵn dậy tri ân cho màn trình diễn 5 sao vừa rồi. Tiếng vỗ tay vang vọng các khán đài và cho đến khi cầu thủ hay nhất trận đấu đã lên băng ghế kỹ thuật vẫn không ngớt. These expectations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down. For a minute and pretend. Honey, I'm a perfect. Toàn bộ chiếc bánh vẫn ngon, nhưng trái cherry trên đỉnh của nó là một sự khác biệt. Bồ Đào Nha cũng vậy, tập thể của họ không tệ chút nào, nhưng Ronaldo vẫn ở một đẳng cấp khác. Sau 3 năm, Bồ Đào Nha lại vào chung kết đấu trường cấp châu lục. Năm 2016, họ đã đăng quang tại Euro trên đất Pháp. Hè này, Bồ Đào Nha còn được đăng cai vào chung kết UEFA Nations League trên sân nhà. Trên sân Dragao đêm thứ tư, Bồ Đào Nha lâm vào thế khó ở phần lớn trận đấu. Nhưng như rất nhiều năm qua, họ vẫn có vị cứu tinh mang tên Silver Ronaldo, từ một chàng trai bình thường tới từ đảo Madeira. Hiện tại, CR7 đã là người hùng dân tộc. Những con số thống kê chỉ ra cú hat-trick trước Thụy Sĩ giúp Ronaldo nâng tổng số bàn thắng cho đội tuyển Bồ Đào Nha lên con số 88 sau tổng cộng 157 trận. Nó tới từ một cú đá phạt không thể cản phá, một cú dứt điểm một chạm trong vòng cấm và một từ pha đột phá cá nhân hoàn hảo. Chứng kiến những pha bóng đó, người ta mới tin Ronaldo đã 34 tuổi, song thể trạng chỉ như một chàng trai độ 10. Nhờ chàng trai sung mãn ấy, Bồ Đào Nha lọt vào chung kết Nations League. Sự xuất sắc của anh còn chinh phục luôn cả những khán giả khó tính nhất, đó là những cổ động viên đối phương. Mặc dù có người đó đã đạp đổ giấc mơ chung kết châu lục của họ, nhưng cổ động viên Thụy Sĩ vẫn dành cho CR7 những động tác thán phục và trân trọng nhất có thể. Nói đâu xa, ngay cả cầu thủ đối phương, những người vừa mới lúc nãy còn tranh chấp quyết liệt với anh trên sân cỏ, cũng dành cho Ronaldo một sự tôn trọng tuyệt đối ngay khi trận đấu vừa kết thúc. Bỏ lại sau lưng pha hỏng ăn đáng tiếc trước Bayern Munich cách đó vài ngày, Ronaldo đã có cú đúp vào lưới Osasuna bằng hai cú sút xa đẹp mắt ở đầu mỗi hiệp vào phút thứ 6 và 52. Ngoài hai bàn thắng, Ronaldo còn đóng góp rất nhiều vào lối chơi của Real Madrid, di chuyển rộng khắp mặt sân và có nhiều pha đi bóng đẹp mắt. Điều bất ngờ là mỗi khi điều đó xảy ra, khắp các khán đài của đối phương là những tiếng reo hò phấn khích thay vì là ỏ, chế nhạo như thường lệ. Không chỉ vậy, ngôi sao người Bồ, cả cầu trường gần như nổ tung. Bất cứ ai cũng sẽ nghĩ rằng toàn bộ sân vận động ngày hôm ấy là Cap Madridista, chứ không hề có một cổ động viên nào của Osasuna cả. Cristiano Ronaldo một lần nữa khiến làng túc cầu dậy sóng bằng màn trình diễn hoàn hảo trong trận thắng 3-0 trước Juventus. Siêu sao người Bồ Đào Nha tỏa sáng với bàn thắng mở tỷ số ở phút thi đấu thứ 3. Bước sang hiệp 2, CR7 khiến Buffon đứng chôn chân nhìn bóng bay vào lưới sau pha ngã bàn đèn với đẳng cấp và độ chính xác cao nhất. Dù không muốn, cổ động viên Juventus vẫn phải đứng dậy và dành cho Ronaldo những tràng pháo tay sau siêu phẩm không thể đẹp mắt hơn. Không chỉ có cổ động viên tại Juventus Arena, chính huấn luyện viên Zinedine Zidane cũng phải bất ngờ trước pha làm bàn của Ronaldo. Ông đặt tay lên trán và quay vào phía các trợ lý với vẻ mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn chủ nhân của siêu phẩm nâng tỷ số lên 2-0 là Ronaldo, anh đã có một hành động đáng nể phục khi chắp tay kính cẩn cảm ơn những tràng pháo tay của khán giả.
ghi bàn nhưng vẫn được cổ động viên đối thủ đứng dậy vỗ tay. Lịch sử bóng đá không có nhiều cầu thủ làm được điều này. Trước đây, Ronaldinho khi còn chơi cho Barcelona với những pha đi bóng đậm chất kỹ thuật cũng khiến cổ động viên kinh địch Real Madrid phải đứng dậy chúc mừng dù anh vừa xẻ lưới Iker Casillas. Hay mới đây, Messi cũng khiến cả sân vận động của Betis phải đứng lạy trước siêu phẩm bấm bóng của mình. Điểm chung của những cầu thủ này đó là họ đều là những huyền thoại và với màn trình diễn khiến cổ động viên đối phương vỗ đến mỏi cả tay hết lần này đến lần khác như Ronaldo, anh xứng đáng được bước chân vào ngôi đền huyền thoại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.